quay về nhà với tình trạng cơ thể như thế này được. Nếu cha mẹ của mình biết, họ sẽ giết mình mất. Này, này, có ai đó đi ngang qua đây đúng không? Làm ơn giúp đỡ tôi. Rồi, rồi tôi sẽ hóa giải mọi rắc rối của người đó. Ủa, tiếng của ai vậy? Sao mình chẳng thấy người nào cả? Đằng này, tôi đang bị nhốt ở cái kim tự tháp nhỏ ở đằng này nè. Gì chứ? Rốt cuộc, người là ai? Sao có thể chui vào cái thứ nhỏ như vậy được? Nhưng khoan, hồi nãy ngươi nói, ngươi có thể giúp ta giải quyết rắc rối à? Đúng vậy, tôi là một tiểu thần tiên không may bị yêu quái nhốt trong này. Làm ơn giải thoát tôi. Đổi lại, tôi sẽ đền đáp, tôi sẽ làm tất cả những gì ngài muốn. Được rồi, ta sẽ phá vỡ cái tiểu kim tự tháp này. Cứu ngươi ra! Cuối cùng ta cũng thoát ra ngoài, ta cũng tự do được rồi. À, sao ngươi kinh tởm thế này? Nhưng hãy giữ lời hứa với ta đó. Mau giúp ta loại bỏ cái bào thai trong bụng của mình đi. Thì ra là một con heo cái. Cái gì? Ngươi muốn ta loại bỏ con của ngươi à? Vậy được, ta sẽ giúp ngươi cho nó ra đời. Cuộc sống như thế này nữa, ta phải đi lấy chồng mới cho nó sung sướng hơn. Đứng lại, con tình tình cái vô trách nhiệm kia. Ngươi không xứng đáng làm mẹ, và ngươi cũng không xứng đáng sống trên cõi đời này. Mẹ kiếp, thứ gì giống heo mà sao xấu xí thế này? Liên quan gì tới mày chứ? Con của tao thì tao bỏ. Từ nhỏ, tao cũng giống như lũ khỉ con kia, bị mẹ của mình bỏ rơi. Bây giờ tao lập đời thề, tao cặp nào bất nghĩa bỏ rơi con cái của mình, ta sẽ giết kẻ đó. Cái gì chứ? Mày dám làm gì tao à? Hả? Mẹ kiếp, mày không biết tao là ai hay không? Mẹ ơi, làm ơn, đừng hại bà ấy, tha cho bà ấy đi. Lũ khỉ con kia, câm mồm đi. Các ngươi còn xin cho cái thứ bất nghĩa bỏ rơi các ngươi nữa à? Ngươi là ai chứ? Ngươi là cái thứ đang phải chết. Khỉ khổng lồ, anh đâu rồi? Báo thù cho em. Đúng là thứ cặn bã, chết tới nơi rồi mà còn gọi tên ngươi tin. Tin cái hả? Em đâu rồi? Đến lúc lên đường thôi. Em đã bỏ cái lũ nhúc nhích kia chưa? Chết tiệt, gì thế này? Không lẽ là người tin của mụ tinh tinh bỏ con đó hả? Thứ quái gì giống heo này, sao ngươi lại ở đây? Cái gì? Tình cái, người yêu của ta, sao lại máu me đầy người thế kia? Chết tiệt, người đã làm hại cô ấy đúng không? Không sai, chính là ta đã tiêu diệt thứ bội bạc bội nghĩa dám bỏ con đó. Còn người chính là kẻ đồng lõi với thứ đàn bà vô dụng đó, ta cũng sẽ tiêu diệt luôn ngươi. Mẹ kiếp, con heo xấu xí này, tao sẽ nghiền mày thành cho bệnh. Tỉnh dậy đi nào, con trai của ta. Ngươi là ai? Thật ốm kiếp này, ngươi là ai? Ta không phải là con của ngươi, mau tránh xa ta ra. Ta biết, thật khó chấp nhận một người cha là ác quỷ như ta. Nhưng chính mẹ con đã cầu xin ta loại bỏ con đi, ta lại làm ngược lại, giúp con chào đời. Thì ít nhiều, ta cũng là đấng sinh thành của con đó. Không,
không muốn nghe. Ta không muốn nghe chuyện quá khứ. Đúng rồi, ta sắp chết rồi. Ta sẽ không còn mang cái hình hài cướp kiến này trên đời nữa. Con yên tâm, con sẽ không chết đâu. Thậm chí cha còn dùng ma thuật của mình giúp con trở nên mạnh mẽ hơn và tàn độc hơn. Hãy tỉnh dậy đi nào. Không, không, không. Mẹ kiếp, cái lũ khỉ con này, tất cả là tại chúng mày. Tại chúng mày mà người yêu tao phải chết. Yeah, chết đi, chết đi. Khốn kiếp, khốn kiếp. Con khỉ khổng lồ kìa, tao sẽ nghiền nát mày. Gì thế này? Mày là ai? Hả? Không lẽ mày là thứ quái gì heo hồi nãy? Không thể nào, không thể nào. Sao bây giờ người của mày? Tao cũng muốn chết lắm, nhưng mà cuộc đời này không để tao yên. Tất cả là tại chúng mày, tất cả là lũ bất nhân bất nghĩa chúng mày. Tao phải giết sạch, tao phải giết sạch loại khí khổng lồ chúng mày. Chết tiệt! Không thể nào, không thể nào. Sao thứ quái vật heo đó lại có được ma thuật chứ? Chết tiệt! Đau quá! Dừng lại đi, hãy tha cho tao. Chết đi! Tao sẽ nghiền nát giống loài của mày. Hả? Các người nói cái gì? Có một con quỷ đầu heo đã tấn công vào hang ổ của loài khỉ khổng lồ các ngươi à? Đúng đó thưa vua khỉ. Chúng tôi không biết tại sao hắn lại làm như vậy nữa. Hắn đã tàn sát giết gần hết chủng loại của chúng tôi rồi. Nếu ngài không giúp chúng tôi, loài của chúng tôi sẽ bị diệt vong mất. Chết tiệt, một con quỷ đầu heo à? Ta chưa bao giờ nghe tới thứ đó. Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Thứ đó dường như đã điên loạn, mất đi ý thức, chém giết khắp mọi nơi. Chúng tôi không thể tiếp cận được nó, cũng không biết rõ nguyên nhân. Xin ngài hãy di chuyển tới lãnh địa của chúng tôi ngay lập tức. Được rồi, các ngươi mau dẫn đường đi. Chết đi lũ khốn kiếp. Giống loài của chúng mày phải bị diệt chủng hoàn toàn. Dừng lại, làm ơn tha cho chúng tôi. Chúng tôi không thù không oán với ngài. Tại sao ngài diệt chủng loài của chúng tôi? Hả? Cái gì? Bởi vì trong số chúng mày có kẻ dám xúc phạm tới tao. Tao bắt tất cả loài chúng mày phải chết chung với thứ đó. Không, làm ơn tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi còn rất nhiều khỉ con còn nhỏ, bọn chúng còn có tương lai. Đúng rồi, nếu ngài tha mạng cho chúng tôi sẵn sàng biếu tặng ngài một cây đinh ba ở trung tâm đằng kia. Cây đó là vũ khí thường cổ mà tổ tiên của chúng tôi đã để lại. Chưa có ai có thể đủ sức mạnh để xài nó. Nếu ngài muốn thì cứ lấy đi. Một cây đinh ba, hay lắm, vậy ta sẽ nhận lấy nó. Thật là lợi hại, ta cảm thấy tràn trề năng lượng. Được lắm, ta sẽ bỏ qua tội lỗi cho các ngươi. Vũ khí ở đằng kia, lãnh địa của chúng tôi ở đằng kia. Thứ đó định bỏ chạy kia. Chết tiệt, con quỷ đầu heo kia, mau đứng lại. Ngươi làm loạn ở đây rồi định bỏ trốn mà. Hả? Cái gì nữa đây? Chết tiệt, lại là lũ khỉ khổng lồ chúng mày. Tao vừa tha mạng cho chúng mày, chúng mày lại dắt ai tới đây? Thì ra ngươi chính là quỷ đầu heo. Chết tiệt, ngươi to gan đụng tới loài khỉ khổng lồ mà do ta bảo hộ. Ta chính là vũ khí, hôm nay ta sẽ kết liễu ngươi, coi như là sự trừng phạt của ta với ngươi. Cái gì? Ngươi tự cho mình là vũ khí? Có vẻ như ngươi là kẻ duy trì công lý chính nghĩa nhỉ? Vậy ngươi ở đâu khi những sinh vật còn nhỏ lại bị chính cha mẹ bọn chúng bỏ rơi, bị chính cha mẹ bọn chúng giết hại? Sao ngươi không bảo vệ bọn chúng? Ngươi cầm mồm cho ta. Chuyện đó thì liên quan gì tới ta? Một ngày có hàng vạn sinh vật đẻ con, làm sao ta biết sinh vật nào bỏ con, sinh vật nào yêu thương con của mình chứ? Nếu ngươi không bảo vệ được những sinh vật nhỏ bé mới đẻ đó, thì ngươi đủ tư cách gì mà đòi duy trì chính nghĩa công lý, rồi bảo vệ lũ khốn chết
tiền ở đây chứ. Tắc kinh, cầm mồm đi, thứ quỷ đầu heo kia. Người đã gia nhập vào ma giới, người vô cùng tà đạo, người không đủ đẳng cấp để nói chuyện với ta đâu. Người tự cho mình là ánh sáng, tự cho mình là chính nghĩa. Đồ hỗn các ngươi, ta sẽ băm các ngươi ra thành cho mình. Ta sẽ giết sạch những kẻ nào dám bỏ rơi con cái. Còn những bọn chúng chết mà chống lại bọn chúng cũng sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Chết tiệt, ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi. Các ngươi muốn công lý, các ngươi muốn chính nghĩa. Được, ác quỷ đầu heo ta đây sẽ cho các ngươi thấy thế nào là chính nghĩa công lý.